Kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, trong mấy ngày qua trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, ở vùng Liêu Sài Gòn này cũng như những cái nơi khác, có xôn xao một cái chuyện là có một Facebooker bỏ một cái đoạn video một quán cà phê nghèo, tự nghèo ngoa kép ở vùng Liêu Sài Gòn này. Thì một Facebooker khác mới lấy cái hình nó lên và bắt đầu bình luận à đại khái là nói rằng là trong cái khúc phim này chúng ta sẽ thấy là có những cái cô gái mặc áo dài ngày tết ở trong mặc bikini ở trên mặc áo dài mà ở trong mặc bikini mà quên mặc quần chắc là thiếu tiền mua quần hay sao nó gây tranh cãi thì một facebooker khác lấy lên và nói như thế này Hôm 5 tháng 2 thấy có một khúc phim quay cảnh đốt phá mỗi lần đón Tết trước một quán cà phê ở thành phố Westminster, quận Cam, thủ phủ người Việt tị nạn. Mà mình cắt ít hình ra đây để bạn đọc thấy văn hóa Việt Nam thời Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đã lan vào cộng đồng người Việt. Thứ văn hóa từ đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của Cộng sản ngày nay là như thế. Ngọc Trinh đã truyền cảm hứng cho mấy cô gái Việt này hay sao? Ha, ha, gây tranh văn cãi! Đó! thế là các là facebook khác lên cái là tấn công qua lại đổ qua đổ lại một bên bảo là cái gì cũng đổ thừa cộng sản hết đâu có được à, đây chúng à, xin mời kỹ thuật cho cái laptop của tôi đây để coi cái laptop của tôi đó laptop của tôi đây thì nó chính xác hơn, đây coi cái laptop của tôi anh chờ đây chúng ta thấy là nhà tôi play cho quý vị coi đây mấy con này quên mặc quần rồi đó như vậy thôi để quý vị coi thấy rồi xin tắt nó đi. Đó, câu chuyện nó là như vậy bắt đầu gây tranh cãi ha thì uh, facebooker đó thì đưa lên nói như thế thì tới thưa quý vị nhiều người vô comment lắm còn quá trời luôn và tranh cãi đến độ mà đi tới cái chuyện gọi là căng thẳng với nhau luôn. Đó. thì uh, thưa quý vị trong cái vấn đề tranh cãi này thì nó có nhiều vấn đề trong đây À, sau khi Facebooker này viết như vậy đó, thì các Facebooker khác lên uh, tranh luận và không đồng ý à, không đồng ý rồi nghĩa là cãi nhau thì một Facebooker khác viết như thế này chế độ cộng sản làm đất nước thụt lùi trong quá khứ còn bây giờ thì phát triển dạt dào dưới mức đó là sự thật dưới mức thực lực đó là sự thật mà nhiều người trong hình đó có mình nói lên và chỉ trích nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, cái gì cũng quy chụp đổ thừa cho cộng sản, nhất là cộng sản Việt Nam thì thật là được cười và đáng tự ngại. Nếu xem các thước phim tư liệu có thể thấy cái thứ văn hóa ăn mặc sexy đã có từ những năm 1920 ở các nước tư bản Âu Mỹ khi mà cộng sản mới loe ngoe ra đời. À. Còn cụ thể vào cái chuyện áo dài sexy phản cảm chỉ cần Google một phát là ra, ra một đống bài cho thấy dường như nó là do du khách hay mấy cô diễn viên phim con heo nước ngoài sáng chế ra lan truyền và gây phản ứng bất bình Việt Nam chứ chả có chủ trương chính sách nào của cộng sản tạo ra cái văn hóa như vậy chống cộng là quyền tự do tư tưởng tự do biểu đạt ở Mỹ nhưng nói gì thì cũng phải dùng phải đúng và có sức thuyết phục chứ vơ đũa cả nắm lại kèm theo phân biệt vùng miền chỉ làm cho việc chống cộng trở nên co cụm yếu thêm gây phản cảm và tác dụng. Đó là bởi vì xét theo các chuẩn mực của Mỹ về đấu tranh cho các quyền tự do và chống kỳ thị, thì lối quy trục kia đã đi ngược lại các giá trị đó rồi. Chưa kể là chống cộng thì phải cho thấy sẽ mang lại tư tưởng gì, con người thế nào, cách hành xử ra sao tốt đẹp hơn cộng sản. thì số đông mới ủng hộ. Đằng này lại chửi ngay cả những người ủng hộ viên tiềm tàng có mà chống được vào mắt. À. Tại vì trong những cái người mà còn vô cái facebook cơ mà bỏ cái hình này lên đó, thì bảo là văn hóa của ngoài Bắc xã hội <laughs> chủ nghĩa đem vào trong Nam và đem qua bên Mỹ đó mới là cái tranh cãi thì cái ông mà ông viết cái facebook cơ viết phản ứng này là ông này là Bắc Bắc kỳ đó, Bắc kỳ hai nút đó. chia Bắc kỳ năm nút Bắc Bắc kỳ chín nút Bắc kỳ hai nút, nút. đã nói lại quý hiểu rồi ông Bắc kỳ hai nút thì viết thêm còn xét về cái gọi là nền văn hóa của một cộng đồng sắc dân nào đó nếu nền văn hóa đó yếu không chống chọi được sự ảnh hưởng xấu thì đó là lỗi nội tại sao đổ vấy cho bên ngoài được à, ý nói là cộng đồng việt nam ở vùng Rio sài gòn này mà để chuyện đó xảy ra thì tại cái vị chứ đừng đổ thương cộng sản à, ý nói là như thế hãy nhìn xem các cộng đồng sắc dân khác họ có bị như vậy không vì sao không bị để mà phân tích đúng sai phải trái thay vì hành xử theo kiểu đổ dầm đổ tại châm gì đó đổ tại tràm gì đó. cũng còn may là đảng cộng sản họ chưa thèm chấp nhận mấy chuyện này chứ họ cắt cứ người theo dõi thuê luật sư kiện về những chuyện trục mũ như nói trên bảo đảm khối ông bà sẽ thu kiện phải bồi thường khối tiền à, đó là cái chuyện mà gây tranh cãi như thế ở trên uh, facebook uh, qua những cái người này thì uh, thưa quý vị trong cái phần mà những người này mà gọi là phản ảnh qua lại đó Thì bắt đầu họ tranh cãi nhiều lắm à, Tranh cãi quá trời luôn Thì tôi thấy cái chuyện nó buồn cười Tôi đem vào đây tôi đọc cho quý vị coi Để coi là ai đúng ai sai Ở đây thì không có nói chuyện ai đúng ai sai Mình chỉ nói cái chuyện là người ta coi như là gì à, Bình luận qua lại và gây tranh cãi Đó chỉ đơn giản là như vậy thôi Thì khi mà thấy những hình ảnh này thì có nhiều người họ bảo là a à, hồi trước vùng liêu Sài Gòn đâu có chuyện này đâu. Do thành phần nghĩa là đi sang đây à, đi ghép họ bảo là đi ghép hôn nhân, hôn thê. Rồi nghĩa là không có chuyện gì làm, không qua đây đi học hành, đi ra bán cà phê, đó và làm những chuyện như vậy, đó là họ nói như thế. Đó, họ nói như thế. Đúng sai mình 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 chưa nói tới. Nhưng mà đó là một cái một trong những cái mà họ nói như thế. Thì khi mà nói như thế thì những người khác uh, họ phản ứng Họ bảo rằng là không à, Nếu mà con nhà giàu mà này kia đó Thì nó qua đi nó đi theo cái dạng gọi là đầu tư Chứ đâu có thèm đi theo cái dạng mà gọi là Gọi là thứ gì gọi là gì Gọi là 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 Ghép là... ghép như thế này Đó họ nói như thế Đó Thành ra là, là 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 nó 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 gây tranh cãi là gây tranh cãi ở chỗ đó rồi cái là cái qua cái lại, rồi bên cái ông mà chống cái chuyện này đó thì lại bảo rằng là gì, à, trước năm 75 nó thiếu gì à, cái tình trạng mà gọi là gì, à, cũng có những cái chuyện à, ở miền Nam cũng có gái gú rồi này kia các thứ, đại khái là như thế. À, thì thưa quý vị, đây là cái câu chuyện mà nó gây tranh cãi thì bên trong những cái người mà gọi bây giờ tôi tạm gọi là bên hai nút và bên chín nút, bên hai nút thì cũng đưa ra những hình ảnh là coi như là gì cũng có những chuyện đâu có ra đâu có, có, có đàng hoàng đâu mà mấy ông nói đó, thì bên hai nút cũng bảo là ơ ờ, mấy ông trước năm bảy thì cũng có gái điếm rồi này kia tùm lum la à. Thưa quý vị, cái computer của tôi hôm nay cái 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 internet nó bị hơi chậm thành ra sorry quý vị là nó không có lên nổi. Tôi không hiểu tại sao. Thành ra tôi không có cho quý vị coi được mấy comment. À, đây tôi đọc để cho quý vị coi đây này ở trên cái cell phone của tôi đây. Một người viết như thế này. Gái điếm thì ở đâu cũng giống nhau, cái việc khoe hàng còn mặc áo gì cũng không thay đổi bản chất, phụ nữ đang ở Việt Nam về cơ bản là tốt. <laughs> Rồi một người thì viết trả nhập đến Cộng sản Việt Nam nếu có thì không lẽ Playboy Magazine Mỹ là Cộng sản. À. Rồi một người viết như thế này, tôi nghĩ mấy cô gái này được đưa từ Việt Nam sang để phục vụ trong các quán nhậu hay massage trái hình. Giống như một số nơi San Jose tại hải Ngoại hơn 40 năm qua không hề có cái trò này. À, tức là ý nói là sau sau này thành phần mà trong nước ra nó mới có là ý người ta nói như vậy đấy, nó nhá. Mấy cô này được đưa từ Việt Nam sang đã phục vụ trong các quán nhậu hay massage trá hình giống như một số nơi ở San Jose tại hải ngoại hơn 40, 40 năm qua. Không hề có cái trò này. Thế là nói như vậy thì hai nút bực mình lắm. Và họ sẽ phản ứng tiếp tục như thế nào. Và họ tranh cãi nào tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau một quảng cáo. Xin quý vị đừng làm màn hình SCT. cảm ơn quý vị như mình của đài truyền hình SCT sau đây chúng tôi trở lại chương trình thời sự 247 cao lỗi quý vị là internet bị trục trặc chút xíu tôi tiếp tục chương trình nói về cái chuyện những cô ở một quán cà phê vùng Rio Sài Gòn ngày Tết vừa rồi không biết vì lý do gì không mặc quần dài chỉ mặc áo dài thôi và mặc bikini gây tranh cãi trên mạng xã hội thì hai bên tôi tạm gọi Bắc kỳ hai nút bất kỳ chín nút là tôi không biết thị ai cả nói về để cho phân dễ phân biệt thì Bắc kỳ chín nút thì chê bảo là cái này do văn hóa Bắc kỳ hai nút đưa qua Bắc Kỳ lúc bảo thế thì những cái phim con heo của Mỹ cũng đổ thừa cộng sản hay sao gây danh cãi thì mà ông Bắc Kỳ hai nút nhưng mà đã ở bên Mỹ này lâu rồi bây giờ trở thành chín nút rồi về phía chín nút xong lại viết như thế này cộng đồng người Việt từ trước năm 95 trở về trước có bản sắc riêng nói chung là chân thật và lương thiện sau khi Mỹ băng giao một số lượng lớn với giáo dục và văn hóa cộng sản tràn vào qua đường du học có quốc tịch rồi thì bảo lãnh cho bố mẹ qua từ đây mới phát sinh ra tệ nạn hôn nhân giả đầu tư giỏm họ sống chung với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản nó mang đủ thứ văn hóa lung anh vào hư chà một người nghĩa là viết liền các cụ thiếu dữ, lợi, dữ liệu dữ liệu và nói lung tung hôn nhân giả thì không phải cộng sản nhé cộng sản họ đi theo diện đầu tư cơ đã, là ông này biết là ông hai nút rồi ông hai nút phản ứng với ông hai nút mà bây giờ thành chín nút à rồi ông hai nút thành chín nút mới viết là cứ tra Ashley Yến Nguyễn để biết về đường dây hôn nhân giả mà bà ta lãnh án 10 năm tù đó. Ú trà. Rồi ông hai nút viết lại có và nhiều nhưng những đường những người làm hôn thi thú giả là buôn bán nhỏ thợ thuyền có chút tiền chứ nhà giàu họ đâu phải làm hôn thú giả nói vậy ông đúng giàu nghèo cần là cũng làm luôn tôi cũng thấy có nhà giàu làm rồi và tôi cũng thấy có nhà giàu đi bán cà phê nghèo luôn này có hết những ông này nói là mà không có nói không nó tuyệt đối không đúng cái gì cũng có đó đã từng từng có con đại gia thì bán dâm rồi chứ không phải là không có đó. rồi ông hai nút bao giờ thành chín nút viết là bỏ ra đến năm bảy chục ngàn đô để kết hôn thì chắc chắn không phải là loại nghèo đâu à, là là đại khái như thế rồi nói chung là nhiều lắm Cái qua cái lại đủ thứ hết rồi mấy ông À, mấy ông à, coi như là hai nút tôi bảo là trước 75 cũng đã có những quảng cáo mua gái Việt Nam có 6.000 đô mua vợ Việt Nam 6.000 đô thật tức tiếc là cái này tôi không chiếu lên cho quý vị được à, nếu mà ở một năm mà em nào biến thì chúng tôi bồi thường miễn phí <laughs> đó, ý nói là trước 75 đã có chuyện đó rồi thì một số người mới phản ứng bảo ôi nhưng mà sau 75 đó, là trong nước còn kinh lắm còn đưa cả bikini lên máy bay quảng cáo ví dụ như hãng Vietjet À, đây xin ban kỹ thuật cho coi cái laptop của tôi để coi đây này đây là cô này là cô Ngọc Trinh đây quảng cáo cho hãng máy bay Vietjet mà hồi nãy cái người Facebook kia nói Ngọc Trinh đã đem văn hóa này vào nó đại khái như thế một tấm mình số 2 thì quý vị thấy đây ba cô nó thấy chưa quảng cáo cho Vietjet hãng máy bay của Việt Nam mặc bikini còn đây úi giời giời ơi, tung cánh chim à, các nàng đứng trước cái đầu máy bay như thế này và cái này nó gây tranh cãi vô cùng ở trong nước hãng bãi bay Việt Giá khi mà quảng cáo họ đã từng làm một cái clip như thế và bây giờ họ được mang danh là hãng hàng không bikini xin mời các thật cho coi một đoạn video Việt Z quảng cáo có mấy cô à, mặc đồ nhà nghèo đây đây là những cô quay phim đây thưa quý vị ở bãi biển đó mặc đồ Việt Giết, màu vàng màu đỏ quý vị thấy không màu vàng màu đỏ đó là màu của Việt Giá bắt đầu quay ở bãi biển nào thì không biết nhưng mà cái này họ để lên để họ quảng cáo cho hãng máy bay của họ thì trước đây đó khi mà hỏi về cái chuyện này thì cái hãng Vietjet đó cái ông mà một cái ông phụ trách về kinh doanh thì ông nói rằng là ông này đó là ông tên là uh, Lưu Đức Khánh giám đốc điều hành Vietjet nói chúng tôi không bực mình khi mọi người gắn với hình ảnh bikini, tức là hãng Reuters đã hỏi ông á nếu đó là điều khiến mọi người vui và hạnh phúc Chúng tôi sẽ hạnh phúc Tức là trong nước cũng xài cái bikini này Và một lần Thưa quý vị Trong một chuyến máy bay từ bên Trung Quốc về Việt Nam Chở đội tuyển U23 Của Việt Nam Sau khi đi đá ở bên Trung Quốc Hạng nhì về Vào năm 2018 Ngày 29 tháng Giêng 2018 Thì trên chuyến máy bay Vietjet Đây quý vị coi là cũng cho những là người mẫu là Lên là mặc đồ bikini múa đây Quý vị coi cái đoạn này đây đó. Trời ơi mấy ông cầu thủ đó, ông hết hồn luôn. Đó, thấy không? Đó, cầu thủ U23 Việt Nam, ông này giờ hai ngón lên, giờ hai ngón lên khoái quá. Đó. Thì thấy chưa? Thì sau đó bị phản cảm quá. Thì bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc Vietjet có lên xin lỗi. và chúng tôi không có ý này, thế là bảo những người này tự động lên còn cái là khoác áo các, các khoác tay các cầu thủ này kia nó là múa cho các cầu thủ coi à. thì thưa quý vị đó là câu chuyện mà tôi thấy hai nút chín nút thì thời nào cũng có chuyện này ấy. ở đâu cũng có ấy. thì trong những cái còm của những cái người mà tranh cãi nhau trong cái facebook cơ trong facebook này đó thì có người họ mấy ông cãi qua cái lại vô ích ở đâu có cầu có cung đây là cái nhu cầu cung và cầu cung và cầu có nhu cầu xem thì mới có người cung cấp còn nếu không ai xem thì đâu có ai cung cấp cái này có đúng không thành ra là đổ qua đổ lại bảo là ông ông số 2, ông hai nút đổ ông chín nút chín nút đổ ông hai nút thì cái đó nó cũng hơi gọi là hơi bị ép quá gượng ép quá không quý vị và cái chuyện này tôi thấy một facebooker khác nói đúng cái này từ thập niên 20 đã có rồi và nhiều cái hãng nhiều cái kinh cái, cái công ty kinh doanh họ dùng những hình ảnh phụ nữ để mà họ quảng cáo chuyện đó là thấy rất là thường thậm chí là trong những nhà hàng sushi họ để những phụ nữ nằm lõa thể cực kỳ nghèo họ để các món sushi cá kiếc rồi tôm tiết lên trên người không ông gấp ăn nữa chúng ta thấy vậy đó thành ra là khi mà đầu năm thấy một quán cà phê ở vùng ở Sài Gòn mặc đồ bikini mà quên mặc quần như thế thì bà con la lên có nhiều người bảo ô mình vất vẻ thuần phong mỹ tục quá hoặc là tôi chưa bao giờ thấy cái này ghê quá cái này là văn hóa trong nước đem ra thì nói nó cũng hơi gọi là quá đáng bởi vì tôi vùng liêu sò này tôi biết cái chuyện này nó có lâu lắm mà nó có nhiều lắm rồi chứ không phải là mới đây và nó họ cạnh tranh với nhau họ cạnh tranh với nhau dữ lắm đó để mà, họ kinh doanh nó chả có gì hết đó nếu mà vô mà nếu mà mấy em mà mặc đồ giàu có thì đâu ai uống cà phê anh chi mà tôi nói thiệt với quý vị đó quý vị uống ly cà phê năm đồng Quý cứ đến mỗi lần mấy em đến cứ đồng 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 là tha hồ trăm phần trăm luôn mà chuyện này rất là bình thường ở Lý Sài Gòn này ở những vùng khác thì tôi không biết Lý Đô Sài Gòn và San Jose là có cái đó là có tôi làm báo tôi đi tôi lục loại mấy chuyện này tôi thấy hết mà cứ tiền càng nhiều là các em càng đến lễ thôi chưa kịp uống ly nước trà chưa uống thì đã đến là review rồi Refill mà đèn đồng lên là chúng tôi lại là chúng tôi lại nghèo nữa đó. Xong muốn mà trở lại nữa đó Thì là phải uống ly nước trà cho nó hết Uống hết ta mới lại ta refill <laughs> Đúng không? Còn uống hết thì là Ta đâu refill đâu Mà uống nhiều quá thì hồi là đi ra rung Đi ra rung ra thì nó refill Không có mình ở đó Tại có mấy bạn mình nó ngồi đó <laughs> Ổn Nó đại khái như thế Thì đây là cái chuyện mà công tâm mà nói thưa quý vị Ở đâu nó cũng có hết Thành ra nếu mà nói là để mà đổ thừa này kia thì cái đó hơi quá đáng. Thì tác giả, cái người mà bỏ, cái cơ bỏ này lên đầu tiên đó, thì ông có nói rằng là, ô, ở bên Sài Gòn bây giờ cũng vẫn còn những cái chuyện mà gọi là động mại dâm này cái thứ đầy đủ. Trời, cái đó đâu mà chả có. Và ông dẫn nguồn một cái cô tên là Kimberly Cây Hoàng, đã từng về Việt Nam làm cái viết cái bài về cái chuyện này. Và cô viết cái bài tên là New Link in Design 2. Asian ascendancy, ascendancy Western Decline and the Hidden Currency of Global Sex Work à. Thì trong này cô có kể là ngay Sài Gòn bây giờ có nhiều cái quán bar Vô là, ui trời ơi Nó gọi là erotic Erotic là khí thế, tôi dịch khí thế Vô chị cũng nổi à. Thì thưa quý vị uh, Tóm lại là gì Tôi coi tôi thấy cái này trình bày quý vị là gì chuyện nói chuyện muôn thỏa và đây là cái hình thức khởi đầu cho chuyện mại dâm mà mại dâm thì không thể bỏ được tôi đã nói với nhiều lần trên chương trình này có hai thứ trên thế giới này không bao giờ bỏ được mại dâm và tham nhũng vì nó có nhu cầu và hai cái liên hệ với nhau và chúng ta thấy thì cũng bình thường thôi chứ cũng tôi nghĩ không nên đổ thừa cho ai nếu đổ thừa đổ thừa cho chính mình bởi vì mình coi thì người ta mới, mới làm vậy và nếu mình không coi hoặc mình không cảm thấy thích thú thì chắc chẳng có ai người ta làm như thế mà nó khổ là con người mà đúng không con người thấy những cái gì đẹp là người ta nhìn chứ có người coi nó là bậy bạ có người coi nó là đẹp đó cái câu chuyện đó là như vậy gây tranh cãi trong cái tết vừa qua uh, khi uh, có chuyện này và trước đây tôi nhớ tờ oxyester cũng một lần viết một quán cà phê ở cái vùng liêu sài gòn này có tên cũng lạ bây giờ mấy em nó biến hết rồi cũng gây tranh cãi ghê lắm nghĩa là sau đó quán nó nổi tiếng luôn bây giờ quán nó giờ đổi chủ rồi sau nổi tiếng nó đổi chủ luôn là có lẽ không biết vì lý do gì và bây giờ ông bà chủ nó qua bán một tiệm phở lấy, lấy lấy, lấy tên cùng tên luôn không biết là mà tiệm phở đó là ăn nên làm ra lắm đó. thì đó là câu chuyện đáng chú ý em tuần ở vùng Liêu Sài Gòn gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi sẽ hẹn quý vị ở kỳ sau